xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Thái đã có mặt tại con đường Xuân Hương, nói ra mình chỉ đi đường Xuân Hương rồi mình qua bên siêu thị Comac xem tình hình mua bán những ngày cuối tuần như thế nào nhé. Hôm nay Thái gần nhất là cái siêu thị Comac ở Nguyễn Đình Chiếu. Chiều nay thì cũng có việc đi mua đồ để nấu cơm, thì Thái cũng dẫn mọi người mình đi luôn. Thái nó nằm ngay ở địa chỉ 168 Nguyễn Đình Chiếu. Bây giờ trước mặt mọi người là con đường chuyên định giao nhau với con đường Hồ Xuân Hương nha. Cái chỗ này nó mặt bằng khá lớn để cho thuê. Sao đợt này cho thuê nhiều quá, đó là sóng cho thuê này nhưng biết bao giờ mới hết nữa. Cái chỗ này, cái tòa này cũng đang sửa chữa lại. Bây giờ mình cùng đi vào chỗ các bác xem buôn bán thế nào, giá cả giờ sao. Đây thường thường cuối tuần Thái sẽ nấu cơm ăn uống ở nhà, mình cũng ít khi ra quán vào những ngày cuối tuần lắm. Cuối tuần thì rảnh rỗi, một tuần thì chỉ có một ngày thôi, còn thứ bảy thì đi làm xong rồi tối thì đi quay clip cho mọi người, nên là tranh thủ ăn cơm có xíu, ăn cơm quán thôi, mình cũng không nấu. Nhưng mà hôm nay chủ nhật thì được nghỉ cả ngày, tranh thủ lận lờ đi mua ít đồ để nấu cơm. Người ta có gia đình thì nhà cuối tuần này thì ta sẽ nhà đi ăn uống cùng với gia đình, nhưng mà không, gia đình ở quê ấy, thì mình ở trong đây có mình nên là tự chăm sóc bản thân mình, thì cũng tự thưởng cho mình những ngày cuối tuần như thế này. Đây, con đường này, con đường Ngô Thị Nhiệm này, mình sắp tới là con đường Lê Quý Đôn giao nhau với Ngô Thị Nhiệm. Lê Quý Đôn thì cái bên này thì nó chỉ là khối văn phòng thôi, nó chỉ thuộc cái phường 7 ấy, nó có những cái quán ăn chơi vip nhất tại khu vực ma này luôn đấy. Hôm trước phải có quay cho mọi người xem một đoạn clip từ đấy này. Em hút chân dài đứng tiếp bia cho các đại gia. Đường xá Sài Gòn ở trung tâm bây giờ này khá là vắng, chẳng có gì nhộn nhịp lắm, chỉ có những ngày thì làm việc bình thường thì khu vực này không che nào luôn, trường học các thứ làm gì. Bên này có sạn máy học khá lớn, sạn 4 sao nằm ngay ở khúc Nam Kỳ Tư Nghĩa giao nhau với Ngô Thị Nhiệm. Thì bây giờ hãy sẽ rẽ phải vào đường Nam Kỳ nha, sau đấy mình rẽ vào Nguyễn Đình Chiếu. Cái chỗ này là mình phải đậu xem vé hè để gửi để vào mua đồ chứ không phải nhờ chú Bảo Hải hay liệu chưa. Nhiều chỗ cũng phải leo thật, đường xá thì cũng khó đi quá, chờ lâu thì nó xuất ruột. Cái này thì Hải sẽ cố gắng sửa cho mọi người. Đây, điểm này hôm nay thì có vẻ là hơi mát dễ chịu, lát nữa sẽ chạy lên quay sang bên Thủ Đức quay cho mọi người luôn. Mọi người nhìn thấy cái này, gian hàng cũng chẳng có mấy người mua tại khu vực này, bán mỹ phẩm, quần áo. Bây giờ mình sẽ ra gian hàng thịt để sống nha.
hái là mọi người rất thích ăn trái cây, sẽ mua ổi. Bên này thì có sầu riêng bóc sẵn 130.000. Ăn con này, cái hải con này khá ngon đấy. Chắc mình lấy con này đi bỏ lại trứng. Cái gì ra? Siêu thị cái mặt hàng lên ghê thật, mà sao đồ ăn cái thứ đây là phải không.
Ôi, giờ này chẳng có mấy người đứng quầy luôn. Dạ không chị ạ. Cho em xin cái bill đi chuyển khoản đấy. Cho em xin cái bill để em chuyển khoản. Dạ, thanh toán đây luôn đấy chị. Rồi. À mà cái này em không có, em chỉ có chuyển khoản trực tiếp thôi, quét mà. Chuyển khoản ngân hàng thôi chứ không có viên máy. À, em biết đâu mấy lần chị em ở góc kia kìa. Không có hai mấy hình thức. Để xem hộ em tiền qua chưa bé. Cho xem bên kia kìa. Anh nhập rồi, nhập sợ lần này nữa nó trừ tiền đấy. Sao đúng vậy? Vậy thôi. Bên này là cái quán bar bốc khá và lớn là không. Này mọi người này, về đêm là các dân chơi tới đây 79 giờ chiều. Giờ mình cùng đi về nha mọi người. Bên này giờ này nó vắng lắm thầy Tuấn, giờ này khu vực này kẹt cứng đường luôn á. Người ta siêu thị người ta tạo điều kiện cho mình thanh toán rất là thuận tiện luôn, từ cả thẻ cho nó, nhưng mà khổ thẻ có hai thì mất lâu lắm, mất cả đây 2 tháng này rồi chưa có thời gian đi làm lại. Đây là chuyển khoản này thì nó hơi lằng nhằng một xíu. Đây là con đường là cái đôn này giao nhau với cái đường chiếu đang tới, đang lên đến khúc kia thì hãy cho phép được dừng nha. Đến theo dự định như là hôm nay thì hãy quay cảnh đi siêu thị thôi, cũng như là cập nhật những cái hình ảnh mới về tình hình mua bán tại Sài Gòn. Cũng thấy có vẻ là hơi vắng, tức là giờ này đang vào giờ trưa, giờ này bây giờ mới là 3 giờ chiều thôi, nên là cũng ít người đi mua sắm.
năm nay là kinh tế nó cũng khó khăn, hạn hẹp nên người ta cũng hạn chế chi tiêu lại. Bên trong này đứng đây cái nhà đang treo biển đấy, hai bên đường. Là dán ba cái biển này chắc cũng chỉ mấy nhà bên bên bất động sản người dán thôi, chứ còn thực ra là nhà chủ ít nhà cho thuê lắm, phải thấy nó dán chẳng chịt đến lúc xong người ta bóc cho hết này. Bên này có cô bán đậu hũ nóng này, đây cũng có mấy cô đang ăn thử hay sao. Giờ mình về Tân Phú hay là sang quận Tư hay là lấy quận Bình Thạnh thứ giờ này chắc là đông nghịt đi. Mà giờ này quận 3 là vắng lắm, vắng tanh. Thôi đây Hải xin phép được dừng clip ở đây nha. Cảm ơn tất cả các chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hải. Chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo.